lời hứa của con gái ruột Phi Nhung sau khi Phi Nhung khỏi bệnh, người cộng sự thân thiết của cố ca sĩ Phi Nhung mới đây đã chia sẻ những hình ảnh kỷ niệm có mặt nữ ca sĩ và các con nuôi. Bên cạnh đó, còn có lời hứa của con gái ruột Phi Nhung Wendy Phạm, cô đã từng hứa rằng sẽ tổ chức một chuyến du lịch với gia đình khi mẹ Phi Nhung khỏe lại. Được biết, trong quá trình điều trị SARS-CoV-2 của mẹ mình, Wendy Phạm rất hiếm khi chia sẻ những thông tin về tình hình sức khỏe của mẹ. Cô cũng đã làm giấy ủy quyền cho nghệ sĩ Việt Hương lo cho mẹ vì không thể về Việt Nam do dịch bệnh phức tạp. Con ruột của cố ca sĩ chỉ có thể cập nhật tình hình qua danh hài Việt Hương từ Việt Nam. Khi nghe tin chị của mình qua đời, em trai ruột của cố ca sĩ Phi Nhung đội tăng trị ở Mỹ, trước nỗi đau mất đi người thân, em trai ruột của Phi Nhung đã vô cùng đau buồn. Do con gái ruột và em trai của Phi Nhung đang sống tại Mỹ, cho nên nghệ sĩ Việt Hương đã được ủy quyền để chăm lo hậu sự của cố nghệ sĩ tại Việt Nam. Và sáng ngày 29 tháng 9, em trai của cố ca sĩ lập bàn thờ để tưởng nhớ người chị Phi Nhung, nhìn chiếc khăn tăng trắng đặt cạnh di ảnh làm cho người xem không kìm được nước mắt em trai của ca sĩ Phi Nhung tâm sự rằng ngày cúng đầu tiên, anh chỉ nấu những món ăn mà chị gái yêu thích và họ hay ăn cùng nhau. Thưa quý vị thưa mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những thông tin mới nhất ngày hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị.